Bữa nay là ngày 17 tháng 7, 2020, giờ lúc 14 giờ chiều mình lên video nha, mình là bên kênh Tăng Lên TV. À, chủ yếu mình bán lại đồ dùng bếp của Nhật nha, và tất cả nói chung là đồ nội địa mà bên kênh Tăng Trang Nguyễn thì cũng như Trang Tăng Nguyễn thì mình bán tất cả đều là đồ hàng nội địa nha. Có một số hàng trong hộp mới nữa. Bữa nay thì mình có gồm có là dao 10 cây 300 ngàn nha. Là 10 cây 300 ngàn, mình sẽ hốt ngẫu nhiên lên. Còn một số bếp điện từ mình sẽ thử luôn từ con nha. Tại vì không thử nhiều khi á gửi đi á là nó trục trặc á, mình không biết. Giờ mình thử là có đi mà trục trặc á, mình sẽ cũng sẽ bảo hành cho. Nói chung bán dòng bếp thì mình sẽ bảo hành cho nha. Giờ bắt đầu vào ký từ số 1 mình sẽ hốt là dao nè. 10 cây 300 ngàn nha. Mình sẽ hốt. Bắt đầu từ số 1 nha. Còn gói cái nồi. Dạ luôn. Bắt đầu mình sẽ vào cái từ số 1 nha. Đây cái từ số 1. Tắt quả bên tay. Mình sẽ lựa ngẫu nhiên 10 cây nha. Nói chung dòng dao 310 cây nó cũng có giá của nó. Thì mình còn một lô dao là 4 cây 250 hoặc là 3 cây 250 là dòng dao nguyên, giống như là dòng dao Nhật mà nó có tầng lớp, mà giống như cái tầng mà 300 600 mình thường bán đó, nó cũng vậy thôi, nhỏ lớn thì nó cũng vậy chứ. Cái này thì nó cấy được rồi mà nó không có dính lại. Nói chung dao 300 thì 10 cây vậy đó là mình cũng lấy solo. Mình lấy số lượng cũng nhiều nên nó rẻ. Còn cái kia mình cũng lấy solo nhưng mà nó vàng, hàng tiễn của người ta nữa sẽ mắc một chút nha. Nhưng mà nó hàng đa phần là hàng dữ dữ. Còn 10 cây này thì cũng là dòng dao Nhật. Mấy cây này lỗi mình bỏ luôn. Rồi kiếm lên nữa. Đây là dao về ngẫu nhiên nha. 2, 4, 6, 7 cây là nhiêu nè. 8, 9, 10. Cây này là dao của Đức cái gì nè. Cái này của Đức rồi nha, thấy gì chứ của Đức đó nha. Đây là 10 cây, 10 cây số 1 nha. 10 cây số 1. Đây là 10 cây số 1 nha. 10 cây số 1. Đây là cả 10 cây số 2 nha. Hết rồi, bữa nào đi. Đây là số 2 nha. Số 1 nè. Nói chung là một nắm tay của mình là cầm không hết nha. Vài bữa đi em có về em lên video nói gì đó. Hai, bốn, sáu, bảy cây rồi nè. 8, 9. Nói chung là 10 cây nha. Cái dao đẹp lắm nè. Cái dao này khá đẹp ra. Nó ngủ. Nó sẽ 10 cây vậy nè. 10 cây 300 ngàn nha. Đây là dòng dao gọt rau củ nha. Xài hơi lâu á. Nếu mua 300 ngàn cái nắm dao này rồi nói chung là xài rất là lâu luôn. Ý trời quên ghi tê ghi 300 ngàn vô bà Hiệp. Cho bà viết coi, cho viết coi. Nãy em mua viết đâu rồi. Ý sao đổi. Màu đỏ. Ý tôi kêu 4 cây mà sao có 2 cây vậy? Có 2 cây nè. Thôi viết đỏ đi. Cho nó nổi. Viết cây này. Số 1 rồi. Trời ơi. Dám ăn con mà 7 luôn. Màu đỏ luôn mà chịu. Xanh đỏ, tím vàng, đen. Ghê quá. Nó mà nổi á. Viết cái đầu nhỏ. Không, đầu bự nó mới sáng. Đây là 300 nha. 10 cây 300 hết. Đây là thứ 2 nha. Chung là số 2 nè. Cái số 3. Dao này có thể bẻ xuống được nè. Rồi cây mình sẽ bóc ngẫu nhiên nha. Có cái này cái kia. À, đa phần thì mình cũng không có khác biệt nhau gì đâu. Là 10 cây số 3 nha. Đếm kia trời, 2, 4, 6. Trời trời. Bóc vô đúng rồi nha, mà không có đếm mà đúng 10 cây luôn á. Số 3. Tới số 4 nha. Số 4 200 ngàn.
dự định rồi. Về làm giấy tờ chứ nó cứ ta được đây. Cây này là dao giống như dao đi rừng chứ. Mà nó hàng xuất Nhật nha, cái dao này để chiếc China này nhưng vẫn là cho Nhật nha. Nó hàng xuất Nhật nha, cái dao ra cầm cũng chắc chắn lắm nha. Thì khi mình không nói thì về nói là dao Trung Quốc, không phải dao cũng bây giờ dao đem lại đi hết. Nhưng mà nó hàng xuất Nhật. Hai, bốn, sáu, chín cây nè. Cái cây thứ 10 nha. Đây cây thứ 10. Đây là 10 cái dao. Chung là 10 cái dao này là xài gọt rau củ sử dụng gia đình nha. Được rồi, tụi tớ ngộ độc thực phẩm. Khá đau ngộ là thức uống. Đây là cây tiếp theo, cây dạ thầu đẹp quá mà gãy mũi nha. Cây này đẹp quá bị gãy mũi nè. Cây này gãy mũi rồi nè. Cái bông, cái lá. Cây này nó bị hư cái chỗ này nè, về mài lại. Không lẽ mình lụm bông không? Để bông. Cây này rất to nha. Xấu đậm đẹp nè. Khá vàng. Cái này phải bẻ xuống nè. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Dạ bà. Nó nói chuyện nó đi nhà bạn đó mà nãy em điện rồi không mà chưa giao nữa. Bữa nay bà Diệu bước một cái đỏ đét luôn nha. Bữa nay số lượng mới bán hết luôn. Đẹp quá, cái dao đẹp quá. Dao nhỏ mà dao sắc xảo lắm nè. Hai cháu đồng nha. Số xanh là bán còn hai số, nay số đỏ là bán hết luôn. Giống như là dòng dao nên là đẹp lắm, là mày gãy mũi nè. Cây đẹp lắm nha, gãy mũi nha. Nó bị qua đây là lý do gãy mũi, nó phải nằm bên 4 cây 2250 á. 2 4 6 8 9 10 2 4 6 8 2 4 6 8 10 nha. Cửa hàng công khách mẹ chục đơn rồi. Nó sẽ 300. Da đẹp nè. Dao khâu đẹp cho cay nè. Nó bị xét lên tiếng nha. Dao này có thể bẻ xuống nè. Hai, bốn, sáu, tám, chín. Cái này thì nó cũng hàng của Hà mà không hiểu. Sắc xảo bà Chi Nai à. Nhưng mà rất xảo, cho rất xảo. Hai, bốn, sáu, tám, mười. Tổng cộng là 10 cái dao hết nha, mình sẽ trang cho cân bằng hết. Này son môi được nè. 3 4 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 10 dao nha. Tập. Để đi làm răng ném cây đó theo đi bà sáng. Làm răng ném cây đó theo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bác sĩ chê rồi. Bác sĩ chê rồi. Nên mình cái dao ra gọt cho cũ nha. Số 9. Cái nại ra hết là mệt lắm đó. Da này da bên kia. Cái SP 2000 cái dao đẹp nè.
đi, đi qua đây mình bán đây. Cái da nữa nè. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Hàng tài thảnh thơi của ta. 3. Con bây giờ 3 rồi. Ngoài ngồi chuyện là tới giờ Trang nó mở luôn rồi. Một, hai, ba, bốn, bảy, tám, chín, mười. Trồng rau Nhật thì nhỏ lớn gì nó cũng na ná giống nhau hết trơn. 10 cây. 10. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Số 14 nha. Dao này dao dao này gọc giấy được rồi bè. Để bén lắm mấy trời. Để cái dao này đây. Bốn, năm, tám, rồi đâu ra hai cây nữa lấy vô. Hai cây đây nè. Hai cây này bị lỗi rồi. Cây này thì nó bị ấy này nè. Đi cho hai cái đi. Hai dao nào cái ké đi. Mình gắn là cây ra nó chín nha. Cái này 1 phần 2 nè. Cái này sẽ gắn vô là 9 cây nha. Cái cây da cưa này gắn vô nha. Hai cây cưa thì cũng được, một cây được. 9 cây nha, cái này 9 cây. Nó cây da cưa nó dài nè, bự. Cái bếp hả, ngày mai 9 giờ sáng có đó. 9 cây nha. Ừ, rồi dài ra bé rồi mình ta thử cái phần nước từ tiếp theo đưa điện qua coi. Chị chỉ biết ông sơn sông biển gì đó, không biết tên chị đó, qua ông kêu đó được mình không, nó gần là Trang ở kia nè. Rồi cắt đi. Mấy cái đó hả, nó chỉnh. Nó lại, nó gớp, nó lại hoài. Rồi bớt nước cho con một con. Rồi bớt nước đi. Mình tiếp theo đứng tương tự nha. Tôi đi nước một lần đi, một lần đó. Ngoài nhiều quá nấu vừa sôi. Bà cũng ác lắm luôn.
vứt cho một cốc nước luôn. Lần đi lần có vứt cho nó nhiều. Đây là con đầu tiên nha. Con này dây bự ra vậy ra đây. Con đầu tiên nha, con số 17. Nó là đề là 100W, 1300W nha. Hàng này hàng xuất Nhật. Người hỏi xuất Nhật là sao, tức là hàng là Trung Quốc xuất qua Nhật, China xuất qua Nhật, chứ không phải hàng của Trung Quốc mà hàng xuất qua Nhật nha. Đề cao đa phần xuất qua Nhật. Năm con này thì mình không biết, nhưng tất cả đều hàng nội địa hết trơn nha. Đa phần là sao từ mười mấy này. Con này có hẹn giờ nè, đẹp lắm, con này đẹp lắm, là hẹp con đẹp vô. Con này dây nó đẹp lắm nha. Con này dây nó có giống mát luôn. Con này số 17 nha. Hiện giờ luôn à, 1 phút luôn. Nhiệt độ mình đang cho là 200W gì đó. Đang chạy nha. Nè, tốc độ tiếp theo nó sẽ có hai chức năng là chiên xào và nấu lẩu nha. Đây là 650. Bằng lan gì đó, 650. 650 nha, thưa vậy. Chào coi. Bắt nhỏ đi, kìa nhỏ đang chuẩn bị nóng luôn nha. Nó đang chạy tốc độ nó là mà, không biết là chiên xào hay là đang nấu lẩu, nhưng tại vì mình thêm biết là trên lên lẩu chứ là xào nè. Báo sắp hết giờ nè, nó hẹn giờ rồi. Hết giờ từ ăn tóc luôn nha, tắt luôn. Giờ số 17 nha, không hỏi rồi. Tiến đầu để lên được luôn. Đó, tiếp theo số 18 nha. Con này con dây dài tiếp theo, con dây liền chứ. Cũng dài lắm nha, dây cũng khoảng mấy mét. Con này dòng đi hết nha, tất cả đi dòng hết hết trơn nha. Mình sẽ bảo đảm về sử dụng, nếu mà nó có vấn đề mình sẽ đổi trả nha, mình sẽ đổi trả. Từ khi là việc nếu mà trường hợp thứ hai nữa mà trung chuyển nó có hư bể thì mình cũng xin nó là đừng nhận hàng để chuyển hoàn cho mình luôn. Vì vậy nó sẽ khỏi tắt thì sao, rồi mình sẽ để cái khác lên nha. Cái con này mà bán thì mình cũng gắn thử, nó cũng có chức năng nấu lẩu với chiên xào nha. Chỉ có con này nó không hẹn giờ thôi, đặc biệt con này không hẹn giờ nha. Tốc độ chạy nó cũng nhanh lắm, để mình tắt mình kiểm tra coi. Con này là điện 100W, 1250W nha, hàng xuất Nhật nha, thương hiệu vì tiếng Nhật cơ mà. Hàng xuất Nhật nha, con này là không hiện giờ. Nói chung là cũng đẹp lắm, con này cũng đẹp trai lắm nha. Chồng đi hát nha, con này đẹp tôi cũng lộng lẫy lắm. Con này 650. Tiếng Nhật biết đâu có tiêu à. 650 luôn nha, số 18. Lăn cụ cụ. Số 18 nha. Con này hơi to nha, khẩu bự, nó tầm khoảng 30 ngoài. Đây con nhỏ xíu xíu nè, con này như mình chưa đăng hả? Con này chưa bán thằng nào nha. Con này là 2007 nha, sử dụng được 100 con 1000. Có 700W rồi, con này thì nó nhẹ. Nó nhẹ quá. Nhưng mà cũng có chức năng là mình đi nấu lẩu không à. Con này ở xíu nha, chút một xíu rồi. Rồi đem đi. Tiếp tắt đèn. Đem vô 5 giờ chạy. Rồi tiếp theo cái thước cho tôi tập. Cái thước á. Thước kéo á. Con này hơi nhỏ nha, khoảng chiều ngang nó khoảng hơn găng tay nè. Thì nó khoảng găng rưỡi nha, tầm găng rưỡi. Con này là hiệu 15 nha. Con này dẻ. Con này 500.000. 700W nha. Con này là cái ghim khác đó bà Hiệp ơi, mà cho túi ghim của bà Hiệp. Đó,
mà mai mốt bà để vô bà nhớ bà lựa cái dây cho nó đúng nha, bà để vô nhiều khi rồi cái dây nó khác hệ nữa. Cái con này giống 212 giáp cho người ta không có được, bà ghim vô nó ăn không, nhiều khi lấy cục nhỏ vô nấu ăn được đó. Đi khác rồi. Rồi xong phim luôn. Cột gì không mà đâu đúng. Cột nhỏ luôn. Ở ngoài trước chỗ mấy cái gỗ hồi trước giờ con này đó. Bây giờ trời. Cái này cũng cỡ sao. Để ngoài đi, cái con này dây nó chưa có nha, để mình điện mình hỏi coi. Bây giờ à đúng rồi đó, đâu ra vậy? Ừ đúng rồi. Đứng ra coi. Còn hai ba con nhỏ nữa đó tụi. Mình tới ba con nhỏ mình chưa bắt con nào đúng không? Ừ. À, kiểm tra dây có hợp chưa, còn cái gì liền qua tôi luôn. Thử luôn nha, vì nó có dây nè. Con này là 700W nha, con 700W bé bé xinh xinh. Nhiều quá tích tích rồi me. Này nó gắn đề ta. Đề không báo. Rồi con này bỏ ngoài luôn đi bà Hiệp ơi. Nó báo hoài rồi nó lỗi á. Ừ. Con này báo lỗi rồi nha, nó báo tiếp tiếp hoài luôn mà nó không ăn điện. Để mình kiểm tra con này. Không dây của nó luôn á, đẩy đi. Mấy cái bếp nhỏ không có dây đâu. Có không? Kiểm tra coi bếp nhỏ gì ghi lớn á. Có con này vậy nhỏ thì ghi lớn. Dạ trời. Cha má ơi cái giò của tôi. Cái hàng này là hàng Japan nè. Con này hát nha Japan nha. Con này là xuất tại Japan đi. Nói chung là hàng xuất đi á, Nhật á. Mình đem lên Japan là Nhật xuất đi nước khác á, có thể là nước lân cận hoặc là nước nào đó. Cái con này khá to nha. Cái con này tưởng họ bán rồi chứ. Chưa bán hả? Vậy là ngắn nha. Lên đường chuẩn bị lên đơ á gì. Tiếp theo là số số 19 nha. Số 19 là con bếp của Hà Hát Cát. Hàng này model Japan nha. Con này thì nó có hẹn có chức năng hẹn giờ luôn. Đường kính con này cũng khá là to. 30 nha. 30 35 nha. Bếp này giống cái gì? Chiều cao nó khoảng 80 rưỡi nha. Cái gì mà lửa đỏ đỏ, bữa hổm thì trang cái gì nè, nè. Nó có chức năng là chiên xào nấu nướng luôn nha. Tốc độ chạy chức năng 1000 mấy trăm W rồi, không chúng ta là hẹn giờ nè. Hẹn giờ đâu. Nhìn tấm nướng. Mình đang hẹn giờ luôn nha. Chạy rất là nhanh, tốc độ chạy rất là nhanh. Tài vô áp lên tiếng nè. Giờ đó cũng được kìa. Áp lên tiếng đó người ta nhập. Mình sẽ đọc cái dung tích của con này nha. Cái độ này nha. Con này điện 100W, 1300W thì chạy cũng nhanh nha. Con này thì hàng model in Japan. Ai thích kỹ Japan đó thì chọn con này. Đây là con số 19.
Con này 800 nha, tao mất tiền. Con này chùa lại rất đẹp nha, hình như chị chưa sợ. Không. Đâu ra chị? Không phải. Con này 800 nha. Con này nó có chức năng hẹn giờ nè, hơi dơ thôi. Chùa lại nữa, đẹp rất đẹp. Con này là kiền cái nóc nha, đặc biệt là kiền nóc khá to. Khá to. Nặng 8 kg luôn. Con này là con xuất xuất Nhật nè, 100W nè. Con này hàng xuất Nhật nha, điện 100W, 1200W nha. Này cũng còn đẹp lắm. IH hết nha, dòng IH hết nha, điện 100W nha. Con này là ghét đẹp nè. Hàng giờ nha, hàng giờ chết nè. Ý hàng giờ. Cái con này lẩu nè, lẩu nè, xào nè, đang tóc đồ kìa. Hẹn giờ luôn nha, mình đang hẹn giờ nha, 1 phút 2 phút. Thì có con đó, con nói là nó rất nhỏ. Tốc độ chạy nó 1200W nha, như chạy cũng nhanh. Con này là 50. Con này thì cũng dòng IH nha. Dòng IH hết nha. Con này là 600.000. Chạy luôn nha. Đường kính con này mình sẽ đo nha. Đường kính con này á 27. Rồi đẩy lại vô nó ăn luôn đây, cái này nè. 27-33 nha, cũng ít ngu lắm. Tốc độ chạy cũng nhanh lắm nha. Số 20. Nó cũng hai chức năng là chiên xào nó lẩu nha. Tốc độ chạy là 1200W. Dùng điện 100W. Con này cũng đẹp nè. Con này dòng của da Mayen nè. Con này sẹp và rất là bền nha. Điện 100W, sản xuất năm 2016. Đời rất là cao nha. Điện 100W 1400W. Con tốc độ chạy nhanh nè. Nó bao chạy luôn nè. Bao chạy luôn. Bao nóng luôn. Dòng IH hết nha. Tất cả dòng hết á. IH hết nha. Nhiều người hỏi mình đó. Thế không có thời gian. Nó có hai chức năng luôn, chiên xào nó lẩu. Chạy rất là nhanh nha. Thời gian nó hẹn 3 phút nha. À nó chỉ chức năng hẹn 3 phút thôi. Nếu chưa lúc nào mà nó lẩu á, thì nó mới hẹn được. Còn mà xào là không hẹn giờ nha. Chỉ có chạy tới thôi. Còn nó lẩu là hẹn được 3 phút nha. Đôi khi là bên đây bấm không. Con này là 650. Số 21 nha, con này khá to nha. Tiếp theo con em quay nè. Con này do nó bị vấn đề này nè. Cái con này giờ cho xài thì rất ổn, đây là bị vấn đề. Đây nha. Đây là cái lằn răng của nó nè. Con này chỉ bị lỗi phần đó thôi, em quay nha. À, sử dụng điện 100W, 1300W nha. Con này chạy cũng tốc độ, nhưng mà do một cái lỗi nào mình sẽ bán cho sử dụng nha, nhưng mà không ảnh hưởng gì tới cái nào biết hết trơn nha. Nó chỉ bị găng găng thôi nè. Mình phải nói nhiều khi người ta về ta thấy người ta cũng duyên. Đường kính của con này là 33-34 phân nha. 33-34 phân. Cái này là do là nó trắng độc từ xưa giờ chứ không phải là mới đây. Dấu là cũ mềm luôn á, cũ thiệt là cũ luôn á. Nó hơi chặt hay sao ta? Nó cơ nha, cơ dễ lắm, chỉ cần nhấn nút xong
kéo qua một cái là nó lên điện. Cơ đó cũng dễ lắm nha, tốc độ chạy cao nhất là 200W nha. Có tới 5 chức năng là mà mới biết chức năng là gì nữa. Mình đã thấy 5 chức năng nè. Em qua nha. Con này mình sẽ bán cho sử dụng luôn. Mình giảm mức tối thiểu cái phần này thôi nha. Là 700.000. Là coi như là giảm hết mức rồi nha. Con là 700.000. Xem nào, em qua nha. Em qua nha. Này nó dùng cơ cũng dễ lắm. Chỉ cần gạt qua thôi. Gạt coi như nè. Là ok nha, tắt đi nha, không có gì hết trơn. Tốc độ chạy 1.300 cũng tốc độ nhanh nha, chứ không phải tốc độ chậm. Con này số 22, 700.000 nha. Đây là giảm tối thiểu nặng lắm nha. Con này nó mấy ký đi đó. Đây một con vuông này nè. Con này là cảm biến mà dạng như là rất là modem luôn nha. Hàng dạng như là VIP vậy đó, VIP vậy đó. À, điện 100V 1400W nha, tốc độ chạy rất là nhanh. Con này cũng khá to, con này nhấn nút đây nè nha. Phải động nhấn nút đây nè. Rồi mình sẽ bắt đầu phải động. Đường kính con này là khoảng tầm 30-37 nha. Con này là cảm biến nha. Con này là cảm biến nha. Con này là hiện đại lắm nè. Con này hiện đại chứ không hại điện nha. Nói chung sử dụng điện 110 á. Điện 110 á thì nhớ mình thử coi mình ra. Trời ơi, nhấn mạnh vô cái nút như này nè, mình sẽ nhấn mạnh vô nha. Vậy là cảm biến, cái này là cảm biến không phải nhấn bình thường nha. Đây là cảm biến nha, nó để sẽ nắng bằng cho bà Hiệp đây nè. Đây là hẹn giờ luôn nha, cái chức năng hẹn giờ nó cảm biến nha. Oyama ha, con này con cảm biến nha. Con này cảm biến nha, chứ không phải con nhấn nút nha. Nó cảm biến, nhấn nút này vô khởi động nè. Nó có nút này khởi động nha. Có thể hẹn giờ được nha, tốc độ chạy rất là mạnh nha. 1400W, điện 100V nha. Nè, tắt nè. Giờ bấm đây nè cũng được nè. Bên đây là xào nè, xào nên nó không có cạnh. Bên xào này nè, đây là lẩu nè. Lẩu thì nè, bên này là có hẹn giờ được, cho bên kia không hẹn giờ được. Đây là lẩu nè, lẩu là hẹn giờ được, chứ xào không giờ được nha. Nó có hai chức năng luôn. Con này là cảm biến hết nha, nó cảm biến nhưng không phải nhấn nút nha, chỉ cần mình bỏ tay xuống nè. Con này nói chung là cũng cao cấp lắm á. Con này nếu chọn bếp hai đôi á, nếu mà bếp hai lửa, hai lò đó, như hai cái điện từ á, là nó có thể là 1.000.000 đến 2.000.000 nha, là chưa tính bán ga nữa đó. Con này là 800 nha. Đây là cảm biến nha, chứ không phải bấm nhấn nút nha, cảm biến nha. Mình bấm chỗ nào mình tắt cái đó, dù mình bấm cái này mình tắt cái này, còn mình bấm chỗ này thì mình tắt cái này, còn mình bấm chỗ này thì mình tắt cái này nha. Nói chung ra là bấm chỗ nào tắt cái đó, rồi mình tắt hẳn luôn, mình bấm nút cái này. Bấm hẳn là bấm nút này nha. Còn muốn khởi động thì nhấn mạnh vô. Rồi bấm này khởi động lại, giờ là xong nha. Cảm biến nha, 800.000 số 23. Chạy cũng rất là nhanh nha, tốc độ chạy rất là nhanh. Con này hơi to nha. Con này to không ta? 30-37 nha. Mày khá to bà Hiệp ơi. Mỏng nha, siêu mỏng mà trời to. Ai da coi nặng vậy. Con này thương hiệu của nó là mình đặt cũng ra chữ nhật, tên là hàng Sure gì đó. Đây điện 100V 1300W nha, hàng này hàng xuất nhật nha. Rồi nè nè nè, chiếm này nè, bởi đập lò mình. Phật thiều. Tiếp theo số 24 nha. Cái này cũng có chức năng hẹn giờ nữa. Hẹn giờ á là lẩu nha, đây là lẩu nè. Đây là xào nè. Xào là không hẹn giờ nha, lẩu hẹn giờ mình ghi là xào lẩu, lẩu nè, chữ lẩu trên nè, xào dưới nè.
tốc độ chạy lên tới là 1200W nha. Chạy tốc độ rất là nhanh. Con này là 650. 24 nha, 650. Tiếp theo. Rồi lo đặt chai xuống này rồi. Chính đây là thằng số 25 nha. Số 25 này là cái bếp cũng có hẹn giờ nè. Còn cái tem này tháo ra là được rồi, nhưng mà mình tháo. Cái này là có hẹn giờ nha, cảm biến nói chung đèn đắt rất đẹp. Điện sử dụng điện 100V 1200W nha. Con này hàng xuất Nhật nha. Làm nó xuất Nhật mà xuất Nhật. Mình chạy con này coi. Con này 1200W nha. Nó mới đẹp này nè, mới được mà. Nó muốn ăn hết trơn trời. Con này để dở đi cho nó. Con này mình chưa quay đúng không? Con này có vấn đề nữa này. Nó không ăn luôn, không uống được gì. Nó có hai chức năng là cũng lẩu và xài, nhưng mà cứ nhắc là không ăn nha. Nhắn thấy mẹ nó không lên nữa thôi chứ. Mình cũng hết lòng rồi. Nói chung mình cũng hết lòng và cứu chữa ảnh, nhưng mà không được rồi. Ảnh được, ảnh được tiếp tục đi xuống. Đi trên này nè. Để chung nó hai con rồi sao. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Cái này cũng dòng của hàng thương hiệu của Nhật, nhưng mà cũng xuất Nhật, nhưng mà nó cũng có hẹn giờ, có hẹn 3 phút nha. Nó cũng có hai chức năng xài chiên xào nấu lẩu nha. Điện 100W 1400W nha, tốc độ chạy rất là nhanh nha. Đây là mình sẽ khởi động. Có điện đâu. Như đúng rồi vậy. Đây là chức năng nấu lẩu nè. Nấu lẩu hẹn được 3 phút nha, còn xào là không hẹn được nha. Con này là bên bên hẹn 3 phút nè. Này 650 nha, điện 100W 1400W nha. Hôm qua lừa được coi như bọc rồi bạn. Đủ không? Đủ vô logic không? Có dư cái gì không? Nhiều quá chỗ luôn, để nó rớt lên rớt xuống. Chắc là bán cũng ấy nè. Con này là điện 1400W nên tốc độ chạy nhanh nha, 650. Cuối cùng. Tôi chia mấy căn bằng, hình như là chắc căn bằng nó hẹp ra. Không, chia một cái lớn, hai cái gì nhiều, hai cái nhỏ. Chắc nhiều đó ha. Chia là về 50 cái. Tiếp theo con này là 1400W, điện 100V nè. Con này cũng hàng xuất Nhật nè, nhưng mà nó rất là đẹp nha. Mới tanh như là canh luôn á. Nó chỉ bị lủng lỗ đây thôi. Con này không ảnh hưởng gì tới cái cảm biến chứ nha. Đây, con này bị lủng lỗ xíu đây nè. Không ảnh hưởng chân nha, mình hứa luôn đó. Còn vấn đề ba cái bếp này thì mình sẽ bảo hành cho xài. Có trường hợp mà hư hao này đó, mình sẽ bỏ trái cho nha. Còn bây giờ thì mình cố gắng mình quay cho tất cả những cái dòng bếp mình bán luôn. Ví dụ mình bán cái nào mình quay cái đó luôn. Giờ sau này nó hư hao tính sao, ví dụ như gỡ đi á mà có trục trặc á, mình cũng phải chịu trách nhiệm nha. Nó cũng hai chức năng luôn nha. Con này thì nó hẹn giờ, nó chạy sao á. Chức năng hẹn 3 phút. Nó cũng chức năng hẹn 3 phút nha, cái con này nè. Nó cũng chức năng hẹn 3 phút luôn nha. Nó giống như là cơm vậy đó. 3 phút hay 30 phút. Rồi hẹn 1 phút nè, nói chung nó có hẹn giờ đó.
cái con này coi nó nóng không nha, mình đây thử coi. Cái con này chạy ngang ngang tư quá thì chết nhanh, cứ bấm nút này để cho nó chạy luôn nó nhanh, tại vì tốc độ nó 1000 tư quá luôn nha, nó không mà 200 độ C giảm, nó giảm như nè, nó tăng nè. Rồi con này là 600.000 nha, 600.000 nha, số 26 chạy cũng nhanh ngang tư quá nha, nguyên nhân là mình giảm là do nó bị cái đó đó. Con này đẹp. Tiếp theo bụi, con này là có hàng giờ nha, đèn led nha, con này mặt máy rất đẹp, dùng IH nha, điện 100W 1200W nha. Con này xuất Trung Quốc, năm đôi đường kính nó số 27. Con này là 24 nha, 16-24 cái tốc độ. Con này có hạn giờ luôn nè, con này có những chức năng là nấu lẩu và chiên xào luôn nha. Con này đều có hai chức năng hết nha, có hạn giờ luôn nha. Khi mà bấm xong rồi qua hạn giờ, nó sẽ vào hạn giờ 1 phút hoặc 2 phút gì đó quyết định của mình. Ví dụ như mình bấm thêm 2 phút thứ hai thì bấm thêm phút thứ hai nha. Con này cũng dễ sử dụng lắm nha. Khi mà khởi động xong nó sẽ có hai chức năng là chiên xào và nấu lẩu nha. 650. Đúng rồi, bà Hai nhảy lên. 650 nha, con này chạy cũng nhanh lắm. Con này dao 600 với dao 700. Con dao là ghi khí thế. Tiếp theo coi hắt nữa nè. Hắt này là mặt trên đen nha, rồi nó có viền đỏ nè, nói chung cũng thơm tắt lắm. Điện 100W 1200W 1400W nha, năm sản xuất 2012 nha. Coi lại cũng xuất Nhật luôn, nhưng mà nói chung là cũng phong độ đẹp trai lắm nha. Nó có chạy trước cái mặt trên qua sử dụng thôi, chứ nhìn nó vẫn còn đẹp lắm. Nó qua sử dụng rồi nó hơi chạy trước rồi, nhưng mà quan trọng là nó còn cái con này có hẹn giờ luôn nha, quan trọng là thể động là ok là được nha. Số 28. Nó cũng có hai chức năng luôn nha, chiên xào nó nướng nha. Hẹn giờ thì đây là cái nút hẹn giờ nè. Hẹn giờ nó sẽ có hình vậy nè. Thì giờ mình để hẹn giờ cho nha. Đây là cái chức năng hẹn giờ nha. Đây là cái hình hẹn giờ nè. Cứ thấy cái này là bấm vô là hẹn giờ nha, còn không có thì mình không biết. Không có nó sẽ có chức năng hẹn 3 phút thì nó có cái hình này, nó sẽ có thêm số 3 chấm. Giờ là 3 phút. Con này là 650 nha, 28-650 nha. Đây là cái hình hẹn giờ nha. Còn không thì nó có hình này, nhưng mà 3 phút thì nó hẹn 3 phút nha. Tốc độ chạy 1400W nha. Bán mấy con này là vậy đó, mình chịu khó lắm, về thời gian sẽ lâu hơn. Coi thông cảm cho mình phải thử từ con vậy đó. Con này thì nó hàng rất xanh nè. Hàng này thì nó gửi từ Sạch Thôi chứ nó cũng còn đẹp lắm, qua sử dụng rồi nha. Hàng này là tuổi thọ nó có thể tin thấp nhất của nó là 3 năm 2 năm, còn mà có thể lên tới 20 mấy năm tới 30 năm luôn. Tuổi thọ nó những cái con này có thể vậy luôn, nếu mà hàng nguyên bản là phải trên 20 năm, còn hàng sau này hàng xuất Nhật thì khoảng tầm 8 đến 10 năm nha. Thấy con hàng xuất Nhật luôn, năm sản xuất thì mình cũng thấy, nhưng mà sử dụng điện 100W 1400W nha. Con này thì qua sử dụng rồi, rất son. Con này đặc biệt là có thêm cái đèn lát này rất lớn nè. Nó có chức năng là sao đây? Bấm xong bấm thêm lần nữa. Hình như nó có hai chức năng luôn nha, cũng chiên xào nấu nướng luôn á. Mình có hẹn giờ nè, cái bên lẩu á, là có hẹn giờ nha. Một nút này nó sử dụng 2 lần, đồng nghĩa nó sẽ khởi động 2 lần, một lần là nấu lẩu, một lần là nấu xào nha, nên nó sẽ bấm 2 lần. Và có chức năng bên đây hẹn giờ, đây là cộng trừ là hẹn giờ nha.
còn đây là lớn nhỏ nè, nhiệt độ nha, đây nhiệt độ tăng và nhiệt độ giảm. 659 con này là 600. Này mình thử lại nha, đây là cải đồng đúng không, bây giờ là mình muốn đây là 180 độ C. 180 độ C đồng nghĩa nó không phải là nấu lẩu mà là chiên xào nên không hẹn giờ được, nhưng mà mình chuyển qua 1400 là mình hẹn giờ được rồi nha. Đó, tức là cái dòng hẹn giờ này nó chỉ dành cho lẩu thôi nha, không dành cho xào. Đôi khi lâu lâu có con cái là nó phun chức năng luôn là vừa xào vừa lẩu hẹn giờ, còn đa phần mình thấy là nấu lẩu thì nó hẹn giờ, còn nấu xào là không hẹn giờ nha. Đây là con 30, thấy chưa? 29, 600 ngàn nha, con 29 đây. Nó bự lắm nha, nhưng mà tại vì nó cày nhiều quá. Đây, tiếp theo con này khá đẹp trai phong độ nè, nói chung là hàng thương hiệu luôn. Hàng là hàng, nói chung là hàng này là nguyên bản Nhật. Năm 2000, năm sản xuất là 2001 nha, 2001 là 19 năm. 19 năm là gơi vào là cái hàng nguyên bản của Nhật, không xuất Nhật mà cũng không có xuất đi đâu hết. Nó sử dụng điện 100W, 1300W. Đời nó gắt cũ rồi nhưng mà cái nhìn nó chất lượng nó vẫn còn ok nha. Ok lắm nha. Đẹp trai lắm nha, bảnh bao lắm nha. Vậy là đẹp trai đó. Cái đôi con này. Con này đường kính nó là 33. 33 với 37 nha. Con này thì nó nhiều chức năng lắm nhưng quan trọng nó vẫn có hẹn giờ nha. Nó có chức năng là báo lỗi nồi này, nếu mà nồi không từ nó sẽ không hiện lên nha. Đây là có chức năng, bên đây là nấu lẩu. Nấu lẩu sẽ có hẹn giờ nha. Đây là hẹn giờ đây diễn biến nữa. Còn trường hợp này là nấu chiên xào nè. Lý 200 nữa. Này cái con này không chức năng luôn, xào cũng hẹn giờ được mà nấu lẩu cũng hẹn giờ được, con này tiếp không chức năng. Tốc độ chạy của nó, xào thì nó sẽ chậm hơn nấu lẩu nha. Tại vì xào á nhiệt độ lửa nó sẽ thấp hơn là nhiệt độ của bên nấu lẩu nên nó sẽ chậm hơn. Anh chị em nấu lẩu thì bấm vào nấu lẩu cho mình, đây chỉ lẩu nè. Mình xin lỗi là mình vẽ hơi xấu chút xíu lên đây nha. Nhưng mà để cho đây là lẩu, đây là xào nha. Con này là được hai phần hẹn giờ luôn, đó là chiên xào nấu lẩu nha. Con này là 700 ngàn. Này. Cũng dễ sử dụng lắm nha. Hàng lét luôn nè. Kim cày nó có nói, nó chừa cái nó bắn mấy con kia chưa? Có. Có chừa bà dặn chưa? Đây là tiếp theo, con này nó đẹp trai này nha. Con này hơi bị dễ thương lắm nha. Ai thích dễ thương lấy con này nha. Con này điện 100W, 1300W. Hàng nào xuất Nhật nha. Mà nói chung là còn đẹp trai lắm. Năm sản xuất thì mình cũng thấy. Không thấy là sản xuất nha. Bà không ngủ bà ra đẹp chùi mắt rồi đó. Bà bị lắng chiếm là bà đường hết trơn giờ. 36 phân. 36 với 39. Con này 36 nha, 39 nha. Con này hơi bị đẹp trai nè. Màu mè nè. Giống như dòng IH hết nha. Tất cả mình bán là dòng IH hết nha. Cái con này giống như là gì? Cái gì chiếc yêu vậy đó. Cái gì? Bắt quái. Ừ, y chang bắt quái luôn. Vô bắt quái luôn. Có hẹn giờ lét luôn nha. Con này thì sử dụng sao đây? Bấm lên, đây là cũng hai chức năng luôn, chiên xào nấu nướng nha. Chiên xào á thì nó sẽ có hẹn, có lẩu nó có hẹn giờ với ba anh chiên. Bấm cá lá mình ngủ dưỡng chứ nó còn chưa xào mình nữa. Ai da, cái này lẩu này nha, lẩu nó mới hẹn giờ được. Đây là xào nha, xào thì nó không hẹn giờ được nên bấm luôn tương ben mà họ cũng lôi ra cho yên tâm đi. Dòng bếp này trừ cái trường hợp là ghim điện 220 nó hư thôi, còn khi anh chị em mà ghim điện 110 rồi bấm tá lã bên ngũ dư hương luôn, cũng như mình đi nè, là mình bấm bắt cấp luôn á. Nhưng mà
miếng sao nó bấm ăn, điều nào mình bấm không ăn nữa thì mình điện nó bằng bên. Nói chung là cứ bấm đi không có hư đâu, trừ khi nào đừng có ghim điện 220 chén với lấy đồ nguy hiểm chọc luôn. Chứ mình á, mình bấm là bất chấp luôn, mình đâu có bây giờ xài con này đâu, mình có thời gian đâu, mà mình bán thì rất là nhiều nên mình bấm hoài mình biết, cứ bấm nha. Đây là con này thì tốc độ chạy nó cũng khá là nhanh, 1300W, hẹn giờ lát bên đâu nha, 1 phút. Con này là 700.000 nha, rồi hẹn giờ tự tắt nha, nó tự tắt nha, 31 700.000, nó tự tắt nha chứ mình không làm gì nó chơi, nó báo luôn á, nó tắt không báo tại vì mình hẹn có 1 phút à, mà mình nhiều chuyện 1 phút mốt rồi. Ai da, cái con này nó nặng nè, con này nó giữ nè, con xanh vô này nha. Ai da, con xanh vô, còn xanh vô. Đây là con xanh vô nha, xanh vô vuông. Đường kính con này là 31 phân. 31, 32 phân nha. 31, 32 phân nha. Nói chung là xanh vô, nguyên bản này cũng nhật rồi đó, con này nặng lắm nha, con này phải mấy kilo. Đường 111.200W, năm sản xuất thì mình không thấy, nhưng mà cái tuổi đời nó phải trên 20 năm. Hay mình thấy cái tờ giấy mà mờ nhạt của nó thì có thể trên 20 năm. Nhìn cũng còn hấp dẫn lắm nha, đời cũ, đời xưa nhưng mà còn rất đẹp. Con vuông nha, xanh vô. Bây giờ đủ hết rồi. Đủ hết rồi. Cơ nha, dễ sử dụng nhưng mà cơ thì có chức năng hiện giờ. Đây là gạt tới mức độ nào mình thấy mình gạt. Nó nhiệt độ thấp nhất là 160, 180, 200 nha. Tốc độ chạy 1200 thì nó hơi chậm chút, nhưng mà được cái là mình bảo đảm độ bền hơi bị bền luôn nha. Con này 1200, đời nó chắc khoảng trên 20 năm. Con này theo mình biết khoảng trên 20 năm. Con xanh vô nha, con này là 900. Nó lâu nó cũng lâu đâu, so với đề lửa thì nó sẽ tốc độ nhanh hơn nha. À, điện từ là sử dụng là như thế nào, là dùng những cái nồi có hút châm á, là dùng vô là được nha, cái thao nồi chảo cũng được, chơi miễn có hút châm là sử dụng được, mà nó sẽ bắt nhiệt á là xung quanh cái chỗ hút điện từ thôi, nên mà khi nào anh giải thấy không, nước sôi mà mình vẫn gờ được là tại sao, nó chỉ nhiệt độ ở trong cái lòng trang chỗ cái hút điện từ bên thôi, xung quanh là không nóng nha, nãy giờ là mình nấu rất là nhiều luôn mình cầm được, nhưng mà ngược lại á, nếu mà đốt lửa thì anh chị em không về cầm được, nó nóng là nóng nó xiêu, nước thì chưa sôi mà xung quanh là muốn cháy, nhưng mà ngược lại điện từ á, cái đặc tính á là nước sôi mình vẫn cầm được luôn, nãy chưa đâu nó dốc đâu đúng không, nước đang sôi nè, nhưng mà lại nấu là mình không cầm được, lý do là nhiệt độ nó sẽ đốt hết cái nồi nó mới nấu được cái nước, còn điện từ thì nó sẽ đánh một điểm đó rồi nó sẽ nấu lên thôi, xung quanh này không ý nghĩa chứ. Bởi vậy mình trước mình cũng không được xuyên á, mình lấy mấy cái thao á mình nấu mì hay nấu canh vẫn được nha. Nói chung là những cái gì mà inox mà hút từ đều sử dụng được, không nhất thiết là nồi chảo thao nha, còn nếu mà là nhôm hoặc là inox không hút từ thì không dùng được nha. Nè, mình có thể cầm lên nè, nước đang sôi đúng không, mình cầm rất là gói gàng, chỉ hơi nước lên nóng thôi, nhưng mà cái này nó không nóng nha, cái hơi nước lên nó rất nóng nhưng mà cái này thì không nóng nè. Hai giá mà cầm nước sôi mà cầm cho mình cái nồi mà nấu bếp ga nó phỏng đỏ luôn. Đây là con 32, tắt thì nó cũng dễ đâu, cơ chỉ cần gạt qua là nha, mà bây giờ mình nấu khá là lâu luôn thì cái nước hơi nóng thôi. Vậy ý lộn, đưa vào cái nồi mà không được cái chảo nè, rút lộn. Nó không có nóng thì nó bốc lửa cho con tại luôn. Bỏ cái cọng. Mặt cho mình nhé. Cầm phỏng tay không? Mặt cho mình nhé. Thêm nước không con? Này là em đẹp trai, con nhà giàu nữa rồi. Con này á, thì nó cũng giống như con nãy hàng cách cơm nha. À không được rồi, bà Sáu còn 4 con rồi, cho nó chơi cho nó càng đâu. Cái này á, thì nó hàng cách cơm, hết con là thương hiệu của hàng. Nói chung là hàng điện tử á, nó cũng nổi tiếng lắm. Trong đó có cả máy xay sinh tố, máy xay thịt nha. Cái con này điện 100W, 1300W thì nó sẽ nhanh hơn, sản xuất 2004 nha. Tính ra con này á, tuổi đời nó là lên tới như ta 16 năm. Rất lương luôn rồi, 16 năm hàng này là nguyên bản của Nhật nha. Sau này năm 2010 trở lên nó chuyển qua là hàng xuất Nhật, nên nó không còn là nguyên bản nữa, nhưng mà tất cả đều là của Nhật hết. Cũng là test cơm nha, con này nguyên bản của Nhật nha. Cùi với cũng của Nhật nguyên bản, tại đời nó rất là lâu.
đời rất là lâu, hết cái cổ luôn, hết hơi cái cổ luôn. Đây là cũng hai chức năng nha, chiên xào nấu nướng nha, con này hàng cắt cơm nha. Tốc độ của nó là cũng chạy cao nhất 200 độ C, nếu mà lẩu á thì hàng giờ được nè. Đâu rồi, mất rồi. Tí gì vậy? Nè, nó lẩu hàng giờ được nè, lẩu nè. Nhờ dưới hết da luôn, bóng quá dưới hết da luôn. Còn cái này là cái gì mình không biết nữa, đèn sao á. Cái này cái đèn lên nè. Đây là con cắt cơm nha. Con này là 750. Con này khá to nha, con này khá to. Tốc độ chạy lên 1.300 nha, hơn con kia một chút. Đường kính khoảng tầm 33 phân. Chiều dài nó hút luôn cả cái nó hút tóc luôn cái thước này, hình này thước màu sắc nè. Nó sẽ là 37 phân nha. Con này cái hút thước cũng hút luôn. Nói chung là nó hít từ á là hít bằng cục hít á là đều nó dẫn điện hết nha. Chỉ có nhôm nó không dẫn điện thôi. Với những inox mà không dùng từ á thì nó sẽ không dẫn điện là 750. Còn con vuông nữa nè, con vuông này cũng đẹp trai đó, má ơi nó nặng. Lòi má này ra mình chết. Con này con gì mà nó cơ vậy, nó ngộ vậy ta. Con này rất ok nha, con này điện 100V 1200W nha. Con này cũng nguyên bản của Nhật nè, nhưng mà thương hiệu thì đọc không ra tiếng Nhật không à. Chữ Nhật không à. Con này thì đời khá là cũ. Nhưng không biết sản xuất năm mấy nha. Rất là cũ luôn nha. Trời trời nó nặng má ơi, nó nặng. Dùng một tay hay đuối chút nha, con này hay đuối đuối nha. Con này thì chìm chất lượng lắm. Nó đường kính 32. 32 34 nha. Đây là 32 34. Đây là điện G nha. Đấy là sao? Con này điện G nha. Còn hai con nữa là mình đã thành công. Hai con nữa là mình thành công. Đây là khởi động nè. Nó có hai công tắc, một công tắc khởi động và một công tắc tăng nhiệt độ nha, nó chỉ có 1 đến 5 thôi. Nên là mức cao nhất là 1 năm nha. Con này thì tắt mở nè. Có chức năng gì nữa ta? Không có chức năng hẹn giờ. Nó chỉ có chức năng nấu lẩu thôi nha. Cái này sao vậy? Nào suy nghĩ ra. Con này đời cổ nha, đời rất là cổ luôn. Tốc độ chạy là 1.000 mấy ra, 1.200, 1.300. Con này chạy cũng mau hết nước rồi. Cô quẹo luôn. Nước trà này đúng không? Được, đổ trà đây đi. Nước trà. Con này tốc độ chạy cũng nhanh lắm nha. Đây là tắt nè, tắt nó báo tắt này nha. Là kéo qua nè thì nó cháy. Đây là tắt mở luôn nè nha, nó có hai công tắc. Con này là 750. Con này nguyên bản của Nhật nha, nhưng mà thương hiệu đọc không ra, hàng sóc thi gì đó. 750 nha. Đây số 34. Con này dây nó khá là dài. 34 nha. Rồi còn hai con bé cái xinh xinh má nặng. Con nặng mấy kilo. Con nó nặng mấy kilo nghe, nó thật luôn á. Con nó xài gia đình ok luôn. Khỏi cần sợ bị dơ hư. Cái con này hàng xuất Nhật này, sản xuất 2014 thì nha. Con này thì nó nhỏ xíu xíu à. Con này là xài thương rất bền. Mình có một con mà bữa giờ bỏ đâu ta. Con nhỏ nhỏ của tôi kìa, có con đang xài á. Con nói là bữa nào bán vốn nữa. Con nói bữa tập cái gì nữa. Con này dành chai á, tốc độ chạy cũng rất là nhanh nha. 1.000 ít. Nó như quá ta. Này con này nó như quá, con này 500.000 nha. Không, cái con nào đen nó ở trong á. Để bữa đằng lâu cho. Đường kính là khoảng 24 phân nha. 24, 29 chưa tới 30 nha. 24, 29 chưa tới 30, con này 500.000. Nè, mở ra là nó tự động nó báo từ điện. 35, 500 ngàn 36 nha. Vậy là cũng đủ luôn ha. 36 là kết thúc video. Nhưng mình phải thử cho đàng hoàng trước khi mình kết thúc nha. Con này con nó có bảng nhau nha. Mình đọc lại luôn nha.
Điện 100V 1000W nha. Vậy con nãy cũng 1000W mà con nãy 2014, con này 2016 nha. Được cái đời nó cao hơn được 2 năm. Rồi con này 16, con kia 14 nha. Điện thì giống nhau, sử dụng watt cũng giống nhau luôn. Chỉ khác là đời nó cao hơn thôi. Cũng dễ sử dụng lắm nha, nó cũng có hai chức năng chiên xào nấu nước luôn nha. Những con này được có hai chức năng hết nha. Nó sẽ là 500 nha. 56. Bữa nay là ngày 14 tháng 7, ngày mai là 18 tháng 7 thì mình sẽ lên mọi bài khác. Hàng anh chị em ngày lúc 14 giờ chiều bên kênh Tăng Nguyễn TV của mình, 19 giờ sáng bên kênh Trang Nguyễn TV live stream nha, live trực tiếp nha. Và nói chung mình có dừng bán đó. Ngày mai là chắc là bên Trang Nguyễn TV của mình á, là của ngày 17 á, là bữa nay là mình quay trước một ngày á. À, ngày mai 18 tháng 7 là mình sẽ lên dây điện nha, căng cái dây điện nha. Hẹn gặp lại, bye bye.